Hi, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại ở đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì bây giờ cũng là giờ trưa rồi, thì mình có hẹn team đi ăn. Thì team có giới thiệu mình qua đây ăn mì Quảng. Thì cái quán này được tên là Đồ Mì Quảng. Thì nghe đâu rất là ngon, thì bây giờ mình sẽ vào đây mình trải nghiệm món ăn như thế nào, hương vị ra sao, giá cả như thế nào, khung cảnh quán như thế nào, mình sẽ review cho các bạn coi. Và vào quán. Hai các bạn, trước cửa quán thì sẽ có một menu quán như thế này. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn. Thì ở đây mình thấy có mì Quảng truyền thống nè, có mì Quảng xương, mì Quảng đặc biệt, trà đào, trà vải, à có ché nữa. Thì với mình nha, cái giá này khá là ok, không quá cao mà cũng không quá thấp. Nhưng với những món như thế này thì giá gì là rất ok rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần vào mình trải nghiệm để coi nó có xứng đáng với những gì mình bỏ ra không. À, hôm nay mình được anh Hiếu mời á, chắc mình sẽ ăn mì Quảng đặc biệt. Vào quán thôi. Okay, mọi người ơi, thì cái team mình á không có gì ngoài ăn nhanh hết. Ăn uống là rất là nhanh, có mặt hết ngồi đợi chứ, thấy không? Oh no. Các bạn ơi, quán này được người nhẹ cân nhất team giới thiệu. Đây là bạn Mai. Đây là food agency của team đó các bạn. Có đây là cút ra ngoài. Không, Mai rất là ốm nha, Mai rất là ốm nha mọi người. Chơi vậy thì mình nói nha. Nói chung là hồi sáng giờ mà nghe nói Mai trưa nay rủ đi ăn, anh không ăn sáng luôn, anh đợi trưa giờ rồi. Sáng giờ đâu ai ăn. Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì nha bạn. Mình là từ hôm qua giờ mình vẫn chưa ăn gì. Mà ăn không, em nên không ăn Mai. Em nên không ăn nha Mai. Giang Quơ. Bà Châu Quơ đâu nói chuyện cái coi. Đồng Hương đồ đâu. Đào chỉ em nói câu miền Trung em nói chuyện vậy. Quán đây câu Châu Quơ, quán này có món gì ngon không hỉ? Ờ Châu Quơ, quán này có món gì ngon không hỉ? Đúng không? Quá. Em phải kêu, em phải nói đúng giọng miền Trung thì bà chủ mới bưng đồ ăn ra, bà chủ đây khó lắm. Vì chắc bữa nay em nhịn đói quá ta. Bây giờ chỉ lên thử nói thử lại coi. Bây giờ chỉ lại đi, chỉ lại. Giờ, cái đây đồ ăn miền Trung mà, nói tiếng miền Trung. Bây giờ đọc cái mì Quảng truyền thống anh. Mì Quảng truyền thống đọc sao? Mì Quảng truyền thống. Đây. Đúng rồi. Đặt tay coi bà Châu. Đó. Mì Quảng truyền thống. Đó, đó được, cũng được. Đúng hiên, đúng hiên. Hả? Là một phần á hả? Trưa. Đây là đậu món. Trưa từ từ. Cái này là mới kiểm tra cái kiểm, đúng rồi. Bây giờ mọi người anh ăn gì? Ở đây có gì ngon chị? Ở đây nói chung đặc biệt nhất thì vẫn là mì Quảng thôi, món chính á. Tại vì nhìn bạn hiệu là biết mình còn bán cái gì là chính rồi. Chị mình đâu, vậy là ché trộn rồi là bán chơi đúng không? Ăn phụ á, ví dụ như nhiều người người ta có thể người ta sẽ khó ăn mì Quảng. Số bún bò thì dễ ăn, nhưng mà mì Quảng nó cũng kén khách lắm. Okay. Anh tưởng là ché trộn ai vô thương là tặng cho. Đúng rồi. Tặng cho. Anh không dễ thương. Vô Phật. Em tặng em chưa? Không ai dễ thương được tặng thiệt. Anh hơi bị đỉnh luôn, coi chừng anh. Mình bỏ qua chuyện TikTok đi. Mình bỏ qua cái kênh TikTok hái da liều đi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ theo chân Vinh vào mình quay cái giai đoạn công đoạn chế biến. Còn ở đây kệ đi. Không quan tâm, đừng có quan tâm TikTok hái da liều gì hết trơn á. Nhớ giấu mấy cái đồ chợ Kim Biên mình vô nha, để quay thấy. Trời ơi, quán em là không hề xài mấy cái hóa chất gì luôn nha. Tôi bắt, xài là tôi bắt đó. Ở đây mình vô mình phỏng vấn chị chủ quán xíu các bạn. Ủa, cái này là gì vậy? Cái này là topping để mình làm mì Quảng. Bây giờ cho em hỏi ý tưởng từ đâu chị mở cái quán này? Ý tưởng á hả? Thì mình là đam mê ẩm thực F&B nè. Đam mê ẩm thực. Ủa, hồi đó học cái gì ta? Thiết kế. What? Nó cấn cái gì đây ta? Dòng đời đẩy đưa. Nhưng mà có nghĩa là mình muốn phát triển mấy cái kiểu món ăn chị quê hương mình đúng không? Đúng rồi, miền Trung. Miền Trung gốc thì vẫn là miền Trung, đúng không? Thật ra là ở Gia Lai, nhưng mà dân Gia Lai khoảng 60% là người miền Trung, từ Bình Định này, đúng Quảng Ngãi này, Phú Yên rồi là di dân lên trên đó, cho nên tụi anh vẫn nói giọng miền Trung. Nhưng mà anh thắc mắc là ví dụ như là tại sao em lên Gia Lai em không nấu một cái món gì đặc biệt của Gia Lai, nhưng mà đúng rồi, là cái mì Quảng này là của dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng em, Nam đúng không? Em thấy Gia Lai có phở khô. Phở khô nè, hoặc là bún cua, đúng rồi. Không? Là đặc thì đặc em biết, nói chung là những cái món này kiểu phở khô này nọ thì nấu thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà cái ví dụ mà khi mà mình vào đây mình làm á, thì mình thấy có cái khó gì khi mà cái khẩu vị người Sài Gòn?
Tức là người Sài Gòn bây giờ người ta cũng dễ rồi chứ không như hồi xưa đâu. Cái vị người ta ăn cũng dễ rồi, chỉ là kiểu như cái nước lèo như nãy em có nói á. Cái vị mì mì quảng ở Gia Lai mình nó sẽ săn sắc hơn, nhưng mà qua Sài Gòn thì đa số họ sẽ xin thêm nước lèo. Họ kiểu thích uống nhiều nước lèo hơn chứ không có sần sọt sọt. Đúng không, không phải ăn cũng vậy. Không, em đi Đà Nẵng thì em ăn cái mì nó rất là ít nước nha. Còn ở trong này thì nhiều. Chả lụa nhà làm luôn. Nhà làm là ở miền Trung gửi vô á. Cho em thử miếng được. Thật ra cái chả lụa mà ngon là nó phải lủng lỗ như thế này nha mọi đúng người rồi. Chứ không phải là mọi người kêu mà nó không lủng lỗ là chả lụa nó bị lỗi, có nhiều người họ không biết á. Không, nhưng mà cái kia là nó bột nhiều, còn chả lụa này nó không bột. Nhưng mà ngon. Không, không nha. Đa phần bây giờ các bạn ăn chả lụa ăn vào mà bột nhiều là biết liền. Còn bây giờ còn cái này ăn. Mà cái này là thực ngon. Ra em có bán luôn chả lụa. Nhiều một ký? 150. 150 một ký rồi. Nhà làm không có quay trung gian ăn hết trơn á. Ngon á. Rồi để em mãi làm đi. Rồi mình ăn. Để cho chị chủ làm xong mình ra đó mình thưởng thức. Ok. Ok chưa? Cảm ơn chị nha. Ok. Làm nhớ ngon ngon nha, lâu lâu quay á. Chế này là nó có trứng cút nè, chả lụa nè, ít nem và cóc non. Ăn thử miếng coi, mình là phải kẹp cóc non với lại chả vô. 12 sạc 7 miếng hưu cảnh đúng không? Đúng rồi, 12 sạc 7 miếng hưu cảnh Nguyễn Bình Thạnh nha mọi người. Cái này mà các bạn không ăn cay được, các bạn có thể kêu là bớt cay cũng được. Nhưng còn mình với em thiếu ăn cay được. Cho nên cay quá ăn không được. Ngon quá các bạn. Ôi là trời, lần đầu tiên thấy cái gỏi cuốn. Sao mà cái lắc thịt nó dày vậy? Dày hơn mấy bà bán hủ tiếu dưới nhà em nữa. Chiếc kiểu này là phải còm lên bà chủ. Cắt thịt mà dày quá à. Phải cắt mặn mỏng như hủ tiếu gõ mới đúng là what? Đúng bài. Cái này chấm mắm nêm. Mắm nêm. Ớt, ớt, ớt. Nhật nát, nhật nát, nhật nát. Cái chén mắm nêm có ớt đâu rồi nha. Bóp cái nách em dùm cái. Nhức, nhức nách. Bóp cái nách. Anh bóp lọt. Ngon các bạn. Bữa cuốn rất là đầy. Giá là bình dân, một cuốn bao nhiêu ta? Này cuốn như vậy? 8.000 một cuốn mà thịt với tôm rất là đầy các bạn. Bà chủ nói nè. Cái đây chưa còn bình lên. Cái đây. Chung là đồ ăn là được á, nhưng mà đây anh thấy thiếu thiếu. Thiếu cha phục vụ. Lần sau phải anh bướng mấy bạn nam tới làm phục vụ rồi nha, để anh ăn. Có cha phục vụ mà đi tập gym rồi. Trời ơi, gọi về liền. Cái giờ này là giờ tập gym. Gọi về liền giùm cái được không? Anh ngồi anh đợi nha. Sao giờ? Chứ ăn mà thấy toàn bánh bèo xung quanh sắp không không. Rồi, ăn lâu lâu mặc dù là đồ ăn ở đây nó ngon thiệt nhưng mà ăn thấy nó thiếu thiếu đàn ông á, nó không ngon miệng như trơn. Xíu. Anh có khả năng bẻ cong dặn dặn. Em không phải lo cái chuyện. Ôi review đồ ăn luôn á chứ không phải review chai luôn á. Xin lỗi mọi người, đồ ăn rất là ngon nha. Nói theo giọng của Đạt của trong team anh là đồ ăn ở đây rất là ngon. Mắm nêm là rất là vừa vị. Thôi thôi thôi, em mình vừa bỏ bánh cái này kia bằng bởi vì anh ở ngoài miền Trung kia gọi bánh này gọi là bánh tráng. Bánh đa. Bánh đa. Bánh đa là ở ngoài Bắc, miền Trung tôi là gọi là bánh tráng. Thì ăn cái này là cái nết của mấy người ăn tham đó mọi người. Không phải đâu mọi người. Nết đói hả? Ôi trời, cái tô chất lượng quá. Một không tô... trộn được luôn các bạn. Cái tô đặc biệt quá nhiều thứ không trộn được luôn các bạn. Một tô đặc biệt này là bao nhiêu hả bà Châu ơi? 50.000 á. Ui ô 50.000 hả? 50.000. 50.000 vậy là lời hay lối hả? Mà thấy nhiều quá.
Nay là bán là ra nước mắt luôn hè. Tụi em thì cũng dùng bữa xong rồi, nói chung thì nhận xét chung nha, khá là ngon. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người ơi, địa chỉ ở đây là 12-9 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19 quận Bình Thạnh nha. Quán The Mì Quảng House. Mình cam đoan các bạn là ngon, chất lượng. Chứ không phải là mình đi review mà mình nói, mình khen đâu các bạn. Search cho mấy cái app food đó có không em? Có, nói chung là mọi người cứ follow cái fanpage của mình đó, của tiệm á, cái xuất cái tên ra là có. Ok. Hoặc là các cái link mà để mà đặt hàng online này đều có chị nói hết. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì cảm ơn chị đã hỗ trợ tụi em hôm nay. Bây giờ team tụi mình sẽ đi đi đâu? Tụi anh sẽ đi xe buýt trên sông. Chị đi không? Trải nghiệm. Ủa, đi không? Em đi được không? Được. Thôi thì đi. Để em đóng tiệm để rồi em đi. Để cho con em gái nó coi cho có nó ngồi làm gì, nó ngồi máy tính nó chat với trai không cho nó làm gì. Đóng luôn cũng được. Đóng luôn cũng được mà ham chơi vậy sợ. Ok. Bán buôn không quan tâm đến đâu. Cảm ơn chị rất nhiều, thì tụi em hứa sẽ quay lại lần nữa để ủng hộ. Ủa một lần nữa thôi hả? Nhiều lần nữa. Với điều kiện mà gả em trai cho anh. Ok. Kể em để sao? Em coi thằng này nó công công là em gả chứ giờ cho thằng hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Thôi rồi chạy vô bán buôn đi trời, đứng đây nói chuyện rảnh ghê trời.